Lời danh nghĩa người nhà, Hạ Tiểu Thu chiều em gái tới mức nào mà khiến dân tình thi nhau ao ước có anh trai đến vậy? Là một trong những bộ phim hot, Lời danh nghĩa người nhà gây ấn tượng với khán giả nhờ xây dựng hình tượng ba nhân vật Lăng Tiêu, Tiêm Tiêm, Hạ Tiểu Thu hài hước, vui vẻ nhưng cũng đầy cảm xúc. Đặc biệt là anh trai nhỏ Hạ Tiểu Thu, yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ em gái hết mực, đã giúp anh trở thành hình mẫu anh trai lý tưởng trong lòng người xem. Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp Lý Tiêm Tiêm, Hạ Tiểu Thu đã thể hiện sự yêu quý của cô bé dù luôn bị bắt nạt xa lánh. Trong một lần Lăng Tiêu bị những đứa trẻ hàng xóm chọc ghẹo, vì sợ Tiểu Tiêm Tiêm gặp nguy hiểm khi giúp đỡ Lăng Tiêu, Hạ Tiểu Thu đã không ngần ngại dẫn đầu đánh nhau để bảo vệ em gái dù trước đó cậu bé chưa từng làm như thế. Khi Tiêm Tiêm bị bố trách vì lôi kéo Tiểu Thu gây họa cùng, Tiểu Thu đã trả lời là cháu tự nguyện vì cậu không muốn em gái bị mắng. Những ngày đầu khi ở nhà bố Lý, cuộc sống của Hạ Tiểu Thu không hề dễ dàng bởi sự phản đối gay gắt của Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm ghét ăn rau, vậy nên cô bé đã gắp rau từ bát mình sang bát của anh Tiểu Thu. Lúc đó Tiểu Thu vui mừng đến mức cười tít cả mắt, cậu bé chắc hẳn đã nghĩ rằng em gái đã quý mình rồi và ngay lập tức nhường hết phần sườn sang bát của Tiêm Tiêm. Và ngay cả sau này khi lớn lên, Hạ Tiểu Thu vẫn luôn nhường phần thịt cho em gái và chỉ lấy phần rau cho mình. Ngày đầu tiên khi Lý Tiêm Tiêm nhập học lớp 10, Hạ Tiểu Thu sợ em mình bị người khác bắt nạt nên đã hứa rằng sẽ đấm chết đứa nào bắt nạt cô bé. Nói như vậy không có nghĩa là Hạ Tiểu Thu chiều hư em gái, mà chỉ hy vọng Tiêm Tiêm được thoải mái và tự tin phát triển trong một môi trường học mới. Đồng thời đó cũng là lời khẳng định chắc nịch rằng anh sẽ không để yên cho những kẻ nào dám đụng tới em gái cưng của mình. Hạ Tiểu Thu thương em gái tới mức từ lớn tới bé, quần áo, đất cả đều giặt cho em. Dù bị bố Lý mắng vì chiều chuộng Tiêm Tiêm quá mức, nhưng Tiểu Thu cũng bỏ qua vì đối với anh, Tiêm Tiêm mãi là một cô em gái bé nhỏ cần được nâng niu. Không chỉ giặt đồ hộ, Hạ Tiểu Thu còn chẳng bao giờ để em gái phải đụng vào chén bát, đôi đũa hay cái chổi. Mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do Tiểu Thu đảm nhận. Mỗi lần Tiêm Tiêm bị Lăng Tiêu trách mắng, Hạ Tiểu Thu đều đứng ra bảo vệ em gái hết mực. Cô bé đã ngay lập tức gọi tên anh nhỏ vì biết anh sẽ xuất hiện và bênh vực mình. Khi đi siêu thị, Tiêm Tiêm muốn mua đồ ngọt nhưng bị anh lớn phản đối vì cô bé bị đau răng. Hạ Tiểu Thu lại lén nút lấy đồ ngọt cho Tiêm Tiêm và bỏ vào giỏ hàng mà không để ai biết. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOV. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.